Thân ái chào các em. Bài học của kỳ trước chúng ta có bàn đến cái khái niệm giới hạn của một dãy số ra vô cực, và nhân tiện đó chúng ta cũng mở rộng luôn cái tập hợp số thực. Thầy cũng có một vài cái ví dụ về giới hạn của dãy số ra vô cực. Thế thì có một cái bài tập nho nhỏ của bài trước mà thầy có gợi ý để chúng ta suy nghĩ. Thế thì hôm nay chúng ta gỡ cái vấn đề mà thầy đặt ra hôm tuần trước. Vấn đề tuần trước chúng ta đặt ra như thế này. Đó là một cái dãy số mà nếu không bị chặn, ở đây chúng ta được hiểu không bị chặn thì có thể là không bị chặn trên hoặc là không bị chặn dưới. Thì vấn đề đặt ra là nó có dần ra vô cực hay không. Thế thì một cái cách nghĩ thông thường thì chúng ta có cảm tưởng rằng hình như điều này là đúng. Chẳng hạn thầy cho dãy số của chúng ta không bị chặn trên, tức là chúng ta không tìm ra được một cái số để cho dãy số của chúng ta nhỏ hơn cái số đó. Mà nếu không tìm ra được cái số m mà lớn để cho xn nhỏ hơn m mà lớn, thì chúng ta hình dung rằng là như vậy thì nó không bị chặn trên, thì chắc chắn là nó sẽ dần ra cộng vô cực. Nhưng mà cái cách nghĩ mà thầy vừa nói nó không đúng. Bây giờ chúng ta hãy thử chứng minh một cách phản chứng. Chúng ta chỉ cần nêu ra một cái ví dụ là chúng ta thấy cái khẳng định mà vừa rồi thầy nói là không đúng. Chẳng hạn thầy cho một cái dãy số xn nào, nó bằng n lũy thừa trừ một lũy thừa n. Thế bây giờ trước tiên chúng ta sẽ phải chứng minh cái dãy số này không bị chặn. Thế thì để nhắc lại, một cái dãy số không bị chặn tức là chúng ta lấy với mọi cái số thực m dương thì bao giờ chúng ta cũng tìm ra được một cái số tự nhiên, để từ đó trở đi cái dãy số của chúng ta nó đều lớn hơn m, trị tuyệt đối của nó đều lớn hơn m. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ chứng minh được cái dãy số đó của chúng ta là không bị chặn. Do vậy mà chúng ta sẽ lấy một cái giá trị m dương tùy ý. Thế thì bây giờ thầy chỉ cần xét một cái dãy con của nó, mà nếu dãy con của nó không bị chặn thì đương nhiên cái dãy số xn của chúng ta cũng không bị chặn. Thì dãy con đó thầy chọn như sau. Thầy chọn cái n nó là cái số chẵn, cụ thể thầy diễn tả nó bằng 2k, với k là số tự nhiên. Thế thì lúc này chúng ta muốn chứng minh nó không bị chặn thì ta phải tìm ra được một cái con số nào đó, để từ đó trở đi cái dãy con trị tuyệt đối xn phải lớn hơn m. Thế thì ta xét cái trị tuyệt đối của cái dãy số xn, là cụ thể ở đây là x2k, bởi vì ta chọn n là 2k, một cái dãy con của nó. Như vậy thì ở đâu có n thì ta thay nó là 2k. Và ta thấy rằng đây là một cái dãy số dương, n đây nó sẽ là bằng n, đây nó là 2k lũy thừa trừ 1 lũy thừa 2k. Đây là dương cho nên là chúng ta thấy cái trị tuyệt đối thầy cũng không vác vào, nó bằng chính nó. Mà trừ 1 lũy thừa 2k thì ta biết 2k là số chẵn cho nên nó bằng 1. Bằng 1 thì thôi ta bỏ luôn. Vậy thì ở đây lúc này trị tuyệt đối của x2k bằng 2k. Và rõ ràng chúng ta nhận ra được ngay khi k của chúng ta tiến ra vô cực thì 2k của chúng ta cũng tiến ra vô cực. Và nó không bị chặn, là cái chắc. Và rõ ràng ở đây ta theo đúng định nghĩa là ta làm cho nó chắc thì ta cho nó lớn hơn luôn cái giá trị m tùy ý này. Và khi đó thì ta có được k của chúng ta phải lớn hơn m chia 2. Như vậy thì ta chọn cái số k0 là m trên 2. Để khi k lớn hơn m0, lớn hơn k0 thì trị tuyệt đối của x2k lớn hơn m, do đó cái dãy con x2k của chúng ta không bị chặn. Mà nó không bị chặn, dãy con không bị chặn thì đương nhiên cái dãy số xn của chúng ta cũng không bị chặn. Và như vậy thì trước tiên chúng ta khẳng định được cái giả thiết đó là xn là không bị chặn đây rồi.
Thế bây giờ vấn đề còn lại ta xem coi như vậy thì cái dãy số xn này có khả năng dần tới vô cực được hay không? Thì chúng ta lại tiếp tục điều sau đây. Bây giờ ta xét một cái dãy con của dãy số xn, ta chọn n bằng 2k trừ 1, tức là n là số lẻ, với k của chúng ta là số tự nhiên. Thế thì lúc này ta có được cái dãy số con của nó x2k trừ 1 bằng, ở đâu có n ta thay nó là 2k trừ 1 ở đây. Ở đây cũng vậy, có cái n ta thay nó là 2k trừ 1. Mà 2k trừ 1 là số lẻ, do vậy mà trừ 1 lũy thừa 2k trừ 1 nó bằng trừ 1. Như vậy thầy xóa chỗ này, nó bằng trừ 1. Mà 2k trừ 1 tất cả lũy thừa trừ 1 thì nó bằng 1 chia cho 2k trừ 1. Và khi k của chúng ta dần ra vô cực thì rõ ràng cái tỷ số này của chúng ta là nó tiến về không. Mà một dãy con của cái dãy số xn mà tiến về không thì đương nhiên dãy số xn này của chúng ta không thể tiến về cộng vô cực được. À, cho nên ta kéo theo được cái dãy số xn không có giới hạn là vô cực. À, như vậy thì chúng ta hình dung ra được rồi đấy. Một cái dãy số không bị chặn thì chưa hẳn giới hạn của nó là vô nhé. Cẩn thận cho thầy cái điều đó. Thế thì sau đây thì có một số những cái bài tập mang tính chất tổng ôn lại về cái dãy số để bài học ngày hôm nay chấm dứt luôn cái chương dãy số của chúng ta. Thế thì ở đây thì đang bàn đến cái dãy con, thì thầy cũng muốn giới thiệu cho các em một cái bài liên quan đến dãy con. Rồi sau đó thì chúng ta có một số những cái bài mang tính chất tính toán giới hạn. Trước hết thì chúng ta có một cái vấn đề khá hay như thế này. Đó là nếu mà chúng ta có hai cái dãy con x2k và x2k cộng 1 của cái dãy số xn, nếu cùng hội tụ về một giá trị a thì cái dãy số xn của chúng ta cũng hội tụ về a. Đó, khá hay. Thế thì chúng ta sẽ chứng minh cái điều này như sau bằng định nghĩa. Trước hết chúng ta muốn chứng minh xn là hội tụ về a thì chúng ta lấy với mọi epsilon dương, và chúng ta phải tìm ra được một cái số thực n0, để từ n0 trở đi thì xn của chúng ta lọt vào cái lân cận của điểm a. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta sử dụng trước cái giả thiết dãy số x2k giả thiết cho hội tụ về a. Do vậy mà với cái epsilon dương này bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số k1, để từ k1 trở đi, tức là k lớn hơn k1, thì chúng ta phải có trị tuyệt đối của x2k trừ a nhỏ hơn epsilon, tức là cái x2k này nó lọt vào cái lân cận của cái điểm a với mọi epsilon này nhé. Rồi thế bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái giả thiết cho, đó là dãy số x2k cộng 1 cũng hội tụ về a. Vậy thì cũng với cái epsilon dương này, chúng ta bao giờ cũng tìm được một cái số k2, để sao cho khi k lớn hơn k2 thì cái trị tuyệt đối của x2k cộng 1 trừ a nhỏ hơn epsilon. Đây là cái định nghĩa về giới hạn của dãy số. Thế bây giờ thì chúng ta có một cái nhận xét như sau. Bất kỳ một cái số tự nhiên nào, chúng ta đều có thể diễn tả nó ở hai cái hình thức sau đây. Đó là n có khả năng là số chẵn, tức là 2k, n bằng 2k. Hoặc n của chúng ta là số lẻ. Nó chỉ có thể xảy ra hai cái trường hợp này thôi. Số lẻ thì có nghĩa là ta diễn tả n bằng 2k cộng 1. Mọi cái số tự nhiên đều có thể biểu diễn được dưới một trong hai dạng này. À, như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta chọn một cái m lớn là lớn nhất trong hai cái con số k1, k2,
Thế thì lúc này chúng ta quan sát một chút. Vậy thì khi mà n của chúng ta lớn hơn m lớn thì điều gì xảy ra? N lớn hơn m lớn thì có nghĩa là n này phải lớn hơn hay bằng k1 hoặc k2. Đúng không nào? Lớn hơn k1, lớn hơn k2 luôn. Ở đây dấu lớn hơn, không có dấu bằng. N lớn hơn k1, n lớn hơn k2. Mà nếu n lớn hơn k1, k2 thì ta có được trị tuyệt đối x2 k trừ a nhỏ hơn epsilon. Chúng ta cũng có được trị tuyệt đối của x2 k cộng 1 trừ a nhỏ hơn epsilon. Mà ở đây thì n của chúng ta bao giờ cũng diễn tả được hoặc là chẵn hoặc là lẻ. Như vậy dù n chẵn hoặc dù n lẻ thì bao giờ chúng ta cũng có được cái xn này của chúng ta lọt vào cái lân cận của điểm A. Do thế mà chúng ta có được trị tuyệt đối của xn trừ a nhỏ hơn epsilon. Tổng kết lại thì chúng ta thấy rằng với mọi epsilon dương cho trước, chúng ta tìm ra được một cái số m. Để khi n lớn hơn m thì trị tuyệt đối xn trừ a nhỏ hơn epsilon. Và điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng xn của chúng ta hội tụ về A. Và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Thế bây giờ ở đây thì thầy khai thác rộng ra một chút. Bây giờ nếu mà x2k, chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một cái điều này, chẳng hạn như x3k đi. 3k thì phải là thêm là x3k cộng 1, x3k cộng 2. Nếu cả ba dãy số đó cùng tiến về A thì dãy số xn cũng tiến về A. Tại vì mọi số n đều diễn tả được hoặc là bằng 3k, hoặc bằng 3k cộng 1, hoặc bằng 3k cộng 2. Vân vân, chúng ta có thể phát triển thêm cái bài toán này. Thế thì ở đây có một cái bài tập nho nhỏ gợi ý để chúng ta thử giải quyết xem sao nhé. Đó là nếu như chúng ta có hai cái dãy số x2k cộng 1 và thêm một dãy số nữa mà thầy cho đó là x3k cùng hội tụ, mà không biết là nó có cùng hội tụ về một số hay không, nó chỉ hội tụ thôi, thì khi đó cái dãy số xn của chúng ta cũng hội tụ. Thì ở đây gợi ý nho nhỏ để chúng ta có thể giải quyết nó như sau. Trước hết chúng ta thấy giả thiết cho dãy con x2k và x2k cộng 1 hội tụ. Khác với cái giả thiết ở trên là nó phải cùng hội tụ về một số thì nó thì khi đó xn mới hội tụ về A. Còn ở đây giả thiết chỉ cho hội tụ thôi. Thì điều đó mắc bách bảo cho chúng ta rằng như vậy thì cái giả thiết x3k này hội tụ để làm gì? Thì cái x3k hội tụ nhằm mục đích để cho chúng ta chứng minh được x2k và x2k cộng 1, mặc dù nó hội tụ thì lúc này nó hội tụ cùng về một số a, thì lúc đó xn là cũng hội tụ về cái a đó. Vậy thì cái giả thiết x3k này nhằm mục đích chứng minh được x2k và x2k cộng 1 hội tụ về cùng một số. Đó, cái gợi ý của thầy như vậy. Thế còn cái x3k này để làm sao chứng minh được cái điều đó thì nó cũng không khó, chúng ta cứ biến đổi một vài dòng để nó cũng tới thôi. Thì chúng ta thấy đây là một cái tính chất về dãy con của một dãy cũng khá thuận lợi. Ở điều này cũng giúp cho chúng ta nhận biết được một cái dãy hội tụ cho nó nhanh bằng cách là chúng ta nhẩm hai cái dãy số con của nó liền nhau, 2n 2k và 2k cộng 1. Chúng ta có một bài nữa như thế này. Bây giờ thầy cho hai số A và B với thứ tự được ghi ở trên màn hình, 0 nhỏ hơn A nhỏ hơn B. Và thầy đặt A0 là A, B0 là B. Với A0, B0 là cái số hạng đầu tiên trong cái dãy số AN bằng căn bậc 2 của AN trừ 1 nhân BN trừ 1. Bn bằng an trừ 1 cộng bn trừ 1 tất cả chia 2. Và đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh hai cái dãy số an và bn được nghĩa như ở đây là hội tụ, và không những thế
nó còn hội tụ về cùng một giới hạn. Thế thì trước tiên thầy muốn sử dụng cái giả thiết cả A và B đều là những số dương. Thế thì khi A, B dương, A của chúng ta lưu ý nó là cái số hạng đầu của cái dãy số AN, còn B là số hạng đầu của dãy số BN. Thế thì A dương, B dương chúng ta quan sát ở đây. Vậy thì A1 bằng A căn A0 nhân B0, A0, B0 dương. Do vậy A1 dương, và đương nhiên nó dương là bởi vì trong căn này nó phải dương là cái chắc rồi. Chuyện đó hình như hiển nhiên. Một cách tương tự, B1 của chúng ta bằng A0 cộng B0 chia 2 cũng dương. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể dùng quy nạp để chúng ta thấy được ngay. Khi đó thì AN và BN của chúng ta đều dương. Những cái số hạng của cái dãy số của chúng ta đều dương. Như vậy thì từ cái giả thiết cho A và B dương, ta kéo theo được AN và BN dương với mọi N là số tự nhiên. Và chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai thì chúng ta đã nhận xét như thế này. Giả thiết cho chúng ta cái dãy số BN được định bởi cái số hạng tổng quát BN bằng AN trừ 1 cộng BN trừ 1 chia 2. Thế thì do các cái số hạng AN trừ 1 BN trừ 1 này dương, do vậy ta dùng được cái bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm. Thì trung bình cộng, đây là trung bình cộng, bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân, tức là căn bậc 2 của AN là trừ 1 nhân BN là trừ 1. Mà căn AN là trừ 1 nhân BN là trừ 1 của chúng ta theo định nghĩa, nó chính là cái số hạng AN trong cái dãy số AN. Rồi, thế là cái nhận xét thứ hai. Ta luôn luôn có cái số hạng BN lớn hơn hay bằng cái số hạng AN trong cái dãy số mà đề bài cho. Rồi bây giờ chúng ta lại cũng bắt đầu đi từ cái giả thiết cho chúng ta BN là bằng AN là trừ 1 cộng BN là trừ 1 chia 2. Thế thì ở đây chúng ta để ý thấy AN của chúng ta đây bao giờ cũng nhỏ hơn hay bằng BN với mọi N. Như vậy thì nếu ta thay cái AN trừ 1 này bằng BN trừ 1, thì đương nhiên AN trừ 1 nó nhỏ hơn BN trừ 1. Như vậy nếu ta thay là BN trừ 1 thì đây phải là cái dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Và đây thì BN trừ 1 cộng BN trừ 1 là 2 lần BN trừ 1 chia 2. Thì ở đây chúng ta còn lại là BN trừ 1. Thế thì bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp, BN nhỏ hơn hay bằng BN trừ 1 với mọi N thuộc N lớn, thì lúc đó dãy số BN của chúng ta là dãy số gì nhỉ? Dãy số giảm. Nó càng lớn thì nó càng bé, tức là nó giảm. Rồi bây giờ chúng ta lại thấy tiếp. Giả thiết cho chúng ta AN là căn bậc 2 của AN trừ 1 nhân cho BN trừ 1. Vừa rồi chúng ta có một cái nhận xét rằng BN thì lại lớn hơn hay bằng AN. Như vậy nếu như thầy thay cái BN trừ 1 này bằng AN trừ 1, thì ta có BN trừ 1 đây lớn hơn hay bằng AN trừ 1. Thay vào đây thì nó phải đạt được cái dấu lớn hơn hay bằng. Và ở đây thay vào thì ta có AN trừ 1 nhân AN trừ 1 được AN trừ 1 bình phương. Đem ra ngoài căn thì ta được AN trừ 1. AN trừ 1 dương. Trị tuyệt đối của nó bằng chính nó, đem ra ngoài căn phải có trị tuyệt đối. Và dương, do vậy trị tuyệt đối bằng chính nó. Như vậy nó bằng AN trừ 1. Ta quan sát thì chúng ta thấy AN lớn hơn hay bằng AN trừ 1. Do vậy mà cái dãy số AN của chúng ta là một cái dãy số tạm. Như vậy thì chúng ta vừa mới đạt được một cái kết quả. Ta chứng minh được BN là một dãy số giảm và AN lại là một dãy số tăng. Rồi vậy thì bây giờ làm sao để chứng minh nó hội tụ? Vậy thì AN tăng thì ta sẽ phải chứng minh nó bị chặn trên. Còn BN giảm thì ta phải chứng minh tiếp BN bị chặn dưới. Thì đương nhiên
khi đó AN và BN là sẽ hội tụ thôi. Rồi bây giờ chúng ta giả, chúng ta có cái giả, chúng ta sử dụng cái kết quả AN là dãy số tăng, thì đương nhiên AN sẽ phải tăng, cho nên nó phải lớn hơn hay bằng A0. Mà A0 thì giả thiết cho nó là A nhỏ, được nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại có tiếp điều mà vừa rồi chúng ta chứng minh, AN của chúng ta lại bé hơn hay bằng BN. Như vậy ở chỗ này ta lại tiếp tục có nhỏ hơn hay bằng BN. Mà BN của chúng ta lại là dãy số giảm, do vậy BN phải nhỏ hơn hay bằng B0. Mà B0 của chúng ta giả thiết cho bằng gì? Bằng B. Mà ở đây thì A nhỏ hơn B thì nó cũng phù hợp với giả thiết cho A nhỏ hơn B đây rồi. Thế bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp. Như vậy thì chúng ta suy ra được điều gì nào? AN của chúng ta thì nhỏ hơn hay bằng B? Như vậy AN của chúng ta bị chặn trên bởi chữ B. Do vậy ta kết luận AN là một dãy số bị chặn trên. Và mặt khác BN thì lại lớn hơn hay bằng A? Như vậy BN của chúng ta là một dãy số bị chặn dưới. Tóm lại, AN là dãy số tăng bị chặn trên, cho nên AN là hội tụ. BN là dãy số giảm và bị chặn dưới, do thế BN cũng là dãy số giảm. Do vậy chúng ta kết luận dãy số giảm bị dưới hội tụ, cho nên ta kết luận được hai dãy số AN và BN đều hội tụ. Còn hơn điều đó nữa, đề bài yêu cầu nó phải có cùng một giới hạn. À, như vậy ta phải chứng minh rằng cả hai dãy số này hội tụ về cùng một số. Thế rồi bây giờ ta giả sử rằng hai dãy số AN và BN là chúng ta hội tụ lần lượt về những số A và B. Tức là dãy số AN hội tụ về A, dãy số BN hội tụ về B. Thế thì chúng ta có được cái giả thiết cho BN là bằng AN trừ 1 cộng BN trừ 1 chia 2. Thế thì BN chúng ta vừa giả sử tiến về B. Như vậy thì qua giới hạn chúng ta có BN tiến về B. Về phép toán, về giới hạn, về sự hội tụ của giới hạn đó. Rồi thì như vậy thì AN hội tụ về A thì AN trừ 1 đương nhiên cũng hội tụ về A. BN trừ 1 cũng hội tụ về B. Và tất cả chia cho 2. Và từ đây ta quy đồng 2 lên và ta thu gọn lại, thì dễ dàng ta có được ngay A và B bằng nhau. A và B bằng nhau thì có nghĩa là hai dãy số AN và BN của chúng ta cùng có một giới hạn. Thì chúng ta vừa mới chứng minh xong một cái bài cũng khá là hay, là tính chất của một hai cái dãy số, và cũng nhắc lại cho chúng ta được nhiều điều thông qua cái chuyện mà giới hạn một dãy số tăng và bị chặn trên thì hội tụ, một dãy số giảm bị chặn dưới cũng hội tụ, và cái cách thức người ta cho một cái dãy số dưới cái kiểu quy nạp thì chúng ta xử lý cái dãy số đó như thế nào. Thế bây giờ thì chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nữa. Thầy giả bài cho chúng ta đi tính ln của 1 cộng A bình phương cộng vân vân A đi thừa N. Rồi chia cho 1 cộng B bình phương cộng vân vân cho đến B lũy thừa N. Với giả thiết cho trị tuyệt đối của A nhỏ hơn 1 và trị tuyệt đối của B cũng nhỏ. Thế bây giờ chúng ta để ý với nhau một chút chỗ này. Tử số của chúng ta nó là tổng của tổng cộng n cộng một số hạng, là những số của một dãy, của một cấp số nhân với số hạng đầu là 1 và công bội của chúng ta là A. Một cách tương tự như vậy, chúng ta quan sát mẫu số của chúng ta cũng là tổng của n cộng 1, các số hạng cùng một cấp số nhân với số hạng đầu là 1 và có công bội là B.
Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị liên tưởng đến cái công thức tổng của n số hạng của một cấp số nhân liên tiếp như thế nào. Đó là nếu s u1 u2 un là một cấp số nhân cộng lại thì cho ta được cái công thức sau đây: bằng u1 nhân cho 1 trừ quy lũy thừa n, tất cả chia cho 1 trừ quy. Như vậy ta áp dụng công thức này cho tử số thì lúc này ta có a của chúng ta là lim. Chúng ta thấy rằng ở đây thì số hạng đầu tiên là 1, tức là u1 bằng 1, cho nên thôi không ghi nữa. Như vậy đây còn lại là gì? 1 trừ cho công bội là a, và chúng ta có tổng cộng n cộng 1 số hạng thì nó có phải là n cộng 1 chưa? Q là a mà có n cộng 1 số hạng, chia cho 1 trừ q tức là 1 trừ a, bởi vì công bội là a. Một cách tương tự, chúng ta tính tổng của n cộng 1 số hạng ở dưới, nó là 1 trừ b lũy thừa n là trừ 1 chia cho 1 trừ b. Ở trong bài học của kỳ trước thì chúng ta có một cái định lý như thế này: nếu mà trị tuyệt đối của q nhỏ hơn 1 thì lim của q lũy thừa n sẽ dần về 0. Thế thì ở đây giả thiết cho chúng ta trị tuyệt đối của a nhỏ hơn 1. Do vậy mà a lũy thừa n là trừ 1 này của chúng ta sẽ dần về 0. Và trị tuyệt đối của b nhỏ hơn 1, cho nên b lũy thừa n là trừ 1 này cũng dần về 0. Như vậy thì ở đây giới hạn a của chúng ta nó chỉ còn lại cái gì? 1 chia 1 trừ a, tất cả chia cho 1 chia 1 trừ b. Ta nghịch đảo lên thì ta được 1 trừ b chia cho 1 trừ a. Và đây là giá trị của giới hạn của chúng ta. Thế thì trong thực tế, việc đi tìm lim của một cái chuỗi như thế này, một cái tổng vô hạn như thế này, thì cái việc sử dụng cái công thức tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân chúng ta rất thường hay sử dụng, thì chúng ta xin lưu ý dùng cho cái công thức tổng đó, nó bằng u1 nhân 1 trừ q lũy thừa n là tất cả chia 1 trừ q. Ở ngoài công thức đó ra thì sắp tới đây, qua cái ví dụ sắp tới, chúng ta còn thấy có thể chúng ta sẽ phải sử dụng tiếp đến cách khai triển của cái nhị thức Newton, a cộng trừ b tất cả lũy thừa n lần nữa. Thì đó là hai cái kiến thức mà chúng ta hay bắt gặp phải tính một cái giới hạn của một cái tổng vô hạn như thế. Và sắp tới đây thì có qua cái hàm nhiều biến chúng ta cũng sẽ gặp lại cái vấn đề này. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa. Chẳng hạn thầy cho cái giới hạn sau đây: tổng Sn là bằng 1 phần 2 cộng 3 chia 2 bình phương cộng 3 chia 2 lũy thừa 3 vân vân, cộng cho 2n là trừ 1 chia 2 lũy thừa n. Chúng ta để ý tử số là những số lẻ 1, 3, 5 vân vân, và mẫu số thì nó cứ tăng dần 2, 2 lũy thừa 2, 2 lũy thừa 3 cho đến 2 lũy thừa n. Và đi tìm cái giới hạn của cái Sn. Thế thì chúng ta cũng sẽ sử dụng lại một lần nữa cái công thức tổng của các cái số hạng trong cái cấp số nhân vừa rồi. Thế thì ở đây chúng ta biến đổi cái Sn nó hơi khéo ở chỗ này. Trước hết chúng ta để ý với nhau như thế này. Thầy lấy Sn, thầy trừ cho 1 phần 2 lần cũng Sn, xem coi cái biểu thức này của chúng ta nó bằng gì nhé. Thế thì Sn là giả thiết cho bằng gì? 1 phần 2 rồi cộng cho 3 chia 2 lũy thừa 2, rồi cộng cho 5 chia 2 lũy thừa 3, cộng cho vân vân, cho đến số cuối cùng của chúng ta là 2n là trừ 1 chia 2 lũy thừa n. Đây là Sn nhé. Rồi trừ cho 1 phần 2 Sn nữa, tức là ta nhân tất cả ở đây cho 1 phần 2. Như vậy thì chỗ đầu tiên của chúng ta 1 phần 2 nhân 1 phần 2 thì được 1 phần 2 lũy thừa 2
trừ 1 chia 2 bình phương. Ta nhân 1 phần 2 vào đây, thì ở đây là trừ mà, thì đương nhiên đây cũng phải là trừ. 3 chia cho 2 lũy thừa 3, đúng chưa? Rồi vân vân. Thì con số đứng trước cái con số 2n-1 này thì nó phải là 2n-3 chia cho 2 lũy thừa n-1, ta nhân cho 1 phần 2, thì ở đây sẽ được là trừ cho 2n-3 chia 2 lũy thừa n, đúng chưa nào? Và số cuối cùng của chúng ta nhân 1 phần 2 vào số cuối cùng thì ta được 2n-1 chia 2 lũy thừa n-1. Chúng ta sắp xếp như thế này. Bây giờ chúng ta đóng cái ngoặc này lại. Thầy đóng cái ngoặc này lại. Vậy ta xem xét coi bằng cái gì nhé. 1 phần 2 chúng ta viết lại. Chúng ta để ý những con số trong ngoặc. 3 phần 2, 3 chia 2 bình phương trừ 1 chia 2 bình phương. Ta rút gọn lại được 2 chia cho 2 bình phương, đơn giản đi, còn lại bao nhiêu? 1 phần 2. Chúng ta để ý con số trong ngoặc. 5 chia 2 lũy thừa 3 trừ 3 chia 2 lũy thừa 3. Chúng ta thấy bằng gì? 2 chia 2 lũy thừa 3, đơn giản đi, ta còn lại 1 chia 2 bình phương. Vân vân. Cho đến cái con số tiếp theo chỗ này. Mẫu số chung là 2 lũy thừa n. Tử số 2n là đơn giản hết. Trừ 1 trừ cho trừ 3 còn lại 2, đơn giản bớt cho 2 lũy thừa n là thì còn lại 1 chia 2 lũy thừa n-1. Đúng chưa nào? Rồi ở đây thầy viết lại thôi. Trừ 2n-1 chia 2 lũy thừa n-1. Thế rồi bây giờ chúng ta lại để ý tiếp chỗ này. Sn là trừ 1 phần 2 Sn thì rút gọn lại, chúng ta có được ở đây là 1 phần 2 Sn. Như vậy từ đây chúng ta suy ra được cái Sn của chúng ta bằng số 2, thầy nhân lên 1 phần 2 nhân 2 là 1. 1 phần 2 nhân 2 nữa cũng là 1. 1 chia 2 bình phương nhân 2 còn lại 1 phần 2. Vân vân. Cho đến số này của chúng ta nhân cho 2 được 1 chia 2 lũy thừa n-2. Và đây chúng ta viết lại ở đây là 2n-1 chia 2 lũy thừa n. Bởi vì nhân cho 2 thì còn lại 2 lũy thừa n. Được không nào? Rồi. Và bây giờ như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái ghi chú cho thầy cái chỗ này để thầy qua trang mới nhé. Như vậy ta có được cái Sn ta vừa mới tính ở đây. Thế thì bây giờ như vậy thì nó bằng tiếp này. Số 1 thầy viết lại. Và bây giờ thì chúng ta quan sát 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng, xin lỗi, 1 phần 2 cộng 1 phần 4 vân 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 vân. Thì đây là một tổng của các số hạng của một cấp số nhân với số hạng đầu là 1, công bội là 1 phần 2. Đếm từ đây qua đây có tổng cộng bao nhiêu số hạng? Có n trừ 1 số hạng. À, như vậy thì ta có được công thức như sau. U1 bằng 1, ta không cần ghi. Như vậy còn lại 1 trừ quy lũy thừa n trừ 1, tức là 1 trừ cho 1 chia 2 lũy thừa n trừ 1 chia cho 1 trừ cho 1 phần 2. Rồi chỗ này thầy viết là 2n-1 chia 2 lũy thừa n. Ta rút gọn lại một chút bằng 1 cộng cho 1 trừ 1 phần 2 là 1 phần 2, nghịch đảo lên ta được là 2. Trong này còn lại 1 trừ cho 1 chia cho 2 lũy thừa n-1. Chỗ này ta tách nó ra, 2n chia 2 lũy thừa n, rồi trừ với trừ thành cộng, 1 chia 2 lũy thừa n. Thế thì ở đây chúng ta thấy thông qua giới hạn nhé. Thế thì cái chỗ này của chúng ta nó tiến về không? Bởi vì quy của chúng ta là 1 phần 2 nó bé hơn 1, trị tuyệt đối nó bé hơn 1, cho nên nó dần đến không. Chỗ này cũng dần đến không đây các em. Như vậy khi đó thì cái lim của cái Sn của chúng ta, tức là A đó, chỗ này nó còn lại 1 cộng cho 2 nhân 1 bằng 2, tức là 3. Chỗ này dần đến 0, chỗ này dần đến 0. Vậy nó chỉ còn lại tìm đường ở chỗ này. Như vậy thì ở đây chúng ta có được ở 3 này.
trừ cho 2 thì viết là lim của n chia cho 2 vectơ n. Vậy bây giờ thì chúng ta chỉ còn đi tìm cái lim này nữa thôi. Thế chúng ta tìm cái lim này như sau nhé. Thế thì chúng ta lại bắt đầu khởi sự từ n chia cho 2 vectơ n, thì thấy rõ ràng cái số này dương này. Và thầy cũng chuẩn bị khai triển nhận thức Newton ở cái mẫu số nó bằng n, thầy viết là, còn số 2 thì thầy tách nó ra thành 1 cộng cho 1 lũy thừa n, viết lại thì bằng n, viết lại luôn, khai triển nhận thức này thì chúng ta có được cn chập 0 cộng cho cn chập 1 cộng cho cn chập 2 vân vân cho đến con số cuối cùng của chúng ta là cn chập n theo nhận thức Newton, đúng chưa nào? Thế bây giờ đây thì chúng ta để ý cn chập 0 cộng cn chập 1 là số dương. Rồi từ cái cộng này chấm chấm trở đi nó cũng là số dương. Như vậy nếu ta bỏ đi thì ở đây ta phải là có dấu nhỏ hơn n chia cho cn chập 2. Phải thế không nào? Rồi bây giờ thì ta lại tiếp tục phá tiếp cái cn chập 2. N trên tử viết là cn chập 2 dùng công thức tổ hợp thì cho ta được là gì? N nhân cho n trừ 1 tất cả chia cho 2. Ta đơn giản bớt cho n, ta nghịch đảo lên thì ta ra được cái gì? 2 chia cho n trừ 1. Và ở đây quan sát, 2 chia cho n trừ 1 khi n tiến ra cộng vô cực thì cái dãy số này của chúng ta tiến về không. Chúng ta quan sát trở lại, n chia 2 lũy thừa n được chặt trên một con số 0, rồi nó lại nhỏ hơn một cái dãy số dần về 0. Như vậy theo định lý kẹp, chúng ta có được lim của n chia 2 lũy thừa n này bằng 0. Như vậy thì cái giới hạn lim n chia 2 lũy thừa n bằng 0 thì lúc này ta có được cái giá trị của a bằng mấy? Bằng 3. Như vậy thì chúng ta cũng vừa mới giải quyết xong cái ví dụ này. Ví dụ này nó mang nhiều cái tổng hợp về kiến thức của chúng ta đấy. Chúng ta cũng cái cách thức biến đổi cái tổng SN rất khéo, bằng cách ta xét cái SN trừ 1 phần 2 SN làm cho SN nó gọn lại. Thông qua đó thì chúng ta nhận ra được có một cái tổng của các cái số hạng của một cấp số nhân để dùng công thức rút gọn nó lại. Rồi chúng ta cũng lại có tiếp một cái cách thức khai triển nghĩa thức Newton để chặn nó bằng cái giới hạn kẹp. Chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nhân nhỏ khá nhanh như thế này. Đó là tính cái giới hạn của SN, nhưng mà lúc này ta tách ra rất dễ thôi. SN là cái 1 chia cho 1 phần 2 này ta tách ra thành 1 trừ cho 1 phần 2. Rồi 1 phần 3 ta tách ra thành 1 trừ 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3, vân vân. Ta tách tiếp cái tỷ số cuối cùng ra. Thì lúc này chúng ta thấy rằng chúng ta đơn giản được nhiều thứ này. 1 phần 2 đơn giản này, trừ 1 phần 3 đơn giản cho số đằng trước, 1 trên n có số đằng trước cũng đơn giản luôn. Và lúc này ta còn lại 1 trừ cho 1 chia n cộng 1. Và ta thấy rằng cái chỗ này của chúng ta là nó tiến đến 0 này. Như vậy thì cái giới hạn A của chúng ta nó còn lại là bằng 1 nhé. SN là bằng 1, thầy đã nhầm chỗ này, là số 1. Thế thì bài học của chúng ta hôm nay thì là có một số những cái bài mang tính chất ôn tập cho các em. Thì bài học hôm đến đây thì cũng chấm dứt. Thầy thân ái chào các em.